để mà đầu chương trình cho chương trình Chung Một Dòng Sông, chúng tôi xin gửi đến quý vị một tác phẩm rất là vui tươi và rất là hay, được nhiều người biết đến. Đó là bài Stand By Me của Ben E. Thính, sẽ được diễn đạt với giọng hát điêu luyện của Quế Thanh và các giọng phụ họa Vũ Đèo, Vũ Nguyễn, Kenny Nguyễn và Quốc Vinh. Ladies and gentlemen, to begin, Quế Thanh, Vũ Đèo, Vũ Nguyễn, Kenny Nguyễn và Quốc Vinh will perform Stand By Me by Ben E. Thính.